Rất vui trở lại với các bạn kênh Hải Ốc TV nha. Thì hiện tại mình đang ở thân bóng thành phố Hải Dương, đang tham dự một trận bóng đá giữa các cầu thủ của công ty Leo mà mình đang làm việc và một số người bạn ở trên Hải Dương nhá. Thì mình có quay thì một số hình ảnh, mời các bạn cùng xem nhá. Một số đứng ngồi xuống đi. Điều chỉnh cho anh em kìa, sang vào đúng giữa phòng kìa. Dịch sang bên này đi. Anh em dịch sang bên này đi. Dịch sang bên này nữa đi, đang nó không cân phong, nó không cân phong. Sang nữa. Nó không cân phong. Anh em cười nào, được chưa? Một, hai, ba nào, cười nào. Rồi. Tí nữa. Dậy lên, lại lắm rồi. Anh Trường ơi, dịch, cho anh em dịch vài sang bên này tí này. Dịch sang bên này tí. Đấy. Ngồi được, một người ngồi được. Đấy, ba người ngồi. Anh đeo kính gì vào? Chưa? Cười nào. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Chụp chung hai đội đi. Một, hai, ba, cười nào. 1, 2, 3, cười tươi. 1, 2, 3, cười tươi nữa. Rồi, ok. Có, trao cờ, trao quạt đàng hoàng đúng không? Có, có phần trao cờ đấy chú nhá. Tuấn Anh để cờ đâu em? Thời coi nhá, bạn chào khán giả nhá, áo vàng bắt tay trọng tài, bắt tay đội xanh gọi là bắt tay trọng tài.
sau hai đội trưởng đứng lại đây để làm thủ tục nhận sân và chào quà cho nhau. Một tay đây ơi, giải thế này nhá, chỉ là đi bánh cà rán thôi. Đi đi eo chưa? Đi đi bắt tay trọng tài rồi. Nào hai đội trưởng đâu? Đây hai đội trưởng bạn đứng đây. Nha là bây giờ quản nhận thăm trước nhá. Đồng hồ đang chặn nhá. Mẻ hôm nay chặn bên này nhá. Vâng. Chặn này mới sân đi. Mới sân đây bóng. À mới sân. Mới sân. Mới sân à? Cái này. Rồi áo này ra bóng nào. Áo này ra bóng nào. Đấy hai bạn bắt tay chạm vào nhau đi. Bỏ cái tâm anh ơi. Ủa, tốt đấy. Đấy vào đây. Tụi môn lên bóng đi. Đá thế Hiển ơi. Cao lên. Hiển cao lên. Chắc mắt thủ môn à?
Nó có quả được không? Có một quả được đúng không? Được rồi. Quay không, không được quay phát đấy. Có. Đâu à, đây khán giả đây. Kênh YouTube là gì, tối em còn xem với lại nay em đăng ký Hải Ốc TV. Hải Ốc TV em ghi bàn không được đồng nào, hai chục cân đủ tiền xe đấy. Đây gì qua kênh đã bật kiếm tiền chưa anh? Chưa, làm gì mới được bật kiếm tiền. Đây nhưng mà về xe lai nhá, TV nhá. Làm chơi. Tiền là cái gì? Ô làm chơi ăn thật chứ. Cánh này, cánh này Hoàng ơi. Cái này tối cũng cho lên YouTube mới xem được dài được, không làm Facebook không không up được dài được. Mặt em nó phải nhăn nhăn nhụ nhá, không phải là Thank you.
cười tươi mà nào. Ôi anh quay mặt em, anh quay cận mặt. Tao có ai tình nguyện ra cho chiêu vào tí là kiểu gì chả là áo phông in sát đây sửa ta. Thế là chia chưa? Xong nhất trận bóng. Mời em Tuấn Anh lên. Đéo công ty đéo tặng cả bia nước ngọt. Bia nước ngọt là bình thường. Nào,